đứa có kêu gì ăn không? Chưa đói chú ơi, chút xíu được không? Ủa chưa đói vô đây làm gì? Ở ngoài nó kẹt xe, con vô đây cho ngồi bớt kẹt một tí rồi con đi chú. Này có duyên nguyên mày rảnh dạ. Lắm nó kẹt xe vô đây ngồi á. Dạ. Làm như chạy tị nạn không bằng vậy đó. Nhưng mà lát con kêu đồ ăn con cũng đói rồi nhưng mà nó con nghỉ mệt một tí. Dạ à, dạ. Chút xíu kêu quá. Dạ, dạ. Chưa tới giờ chút xíu nó đói liền chú. Chú chờ nghe. Dạ dạ chú chờ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Hôm nay tụi tôi tới đây là có một thông báo về một thành phố văn minh sạch đẹp. Văn minh sạch đẹp. Văn minh sạch đẹp. Bởi vậy chúng ta phải đưa những người ăn xin ra khỏi thành phố. Đuổi tận, đuổi sạch, đuổi tận, đuổi sạch. Hết. Đúng. Mấy anh làm vậy có lố quá không? Làm sao cũng có tình người một chút chứ. Đưa là đưa mấy anh đi á. Trời đất ơi, người ta đã ăn xin rồi, người ta đang nghèo khổ, đủ người ta đi nữa là làm sao? Đúng rồi mấy ông ơi, phải cho người ta cơ hội, người ta nghèo người ta mới đi ăn xin. Cũng như tôi nè, ngày xưa tôi cũng nằm vỉa hè, bây giờ ráng mới lên được cái quán vỉa hè. Trời ơi, người gì cũng có lương tâm vậy trời. Dạ, không phải vậy đâu. Thiệt sự thì tụi con cũng biết lỗi rồi. Cho nên là cho tụi con một cơ hội khác làm lại cuộc đời. Xin một cơ hội, xin một cơ hội, xin một cơ hội. Hãy giúp đỡ kẻ nghèo khó. Trời ơi, gài cái cú này độc quá luôn. Trời ơi. Xin giúp đỡ người nghèo và đói. Dạ. Xin giúp đỡ, xin giúp đỡ, xin giúp đỡ. Bầu ơi, tương lấy bi cùng. Tuy rằng khăn giống, nhưng chung một vàng. Xin giúp đỡ kẻ nghèo. Xin giúp đỡ người đi. Người ta nghèo người ta mới đi. Không mất rồi. Dạ. Mất gì? 20 ngàn đây rồi. Mày có lấy không? Ta mới qua là ta mất luôn á. Dạ, con không có lấy. Không có. Con xin. Mày lấy nè. Tụi con nói thiệt, tụi con không có lấy. Tụi con nghèo. Không có gì để ăn cắp. Chỉ đi ăn xin thôi, cho rồi lấy, không có gì ăn cắp. Nếu như mà mọi người không tin á thì xét đi. Xét đi. Ê. Gì vậy? Trời ơi, đâu lố vậy? Xét đi! Xét đi! Thôi thôi, làm quá đáng, quá đáng. Làm cái gì dữ vậy, có 20 ngàn thôi mà làm cái gì? Hai anh là tay chân lành lặn lắm luôn á. Đi ăn xin là sao? Cái này là nhục quốc thể nghe. Tụi bay là sức dài, vai rộng là tại sao không có kiếm một cái công chuyện gì làm mà đi ăn xin. Vậy là nhục lắm đó. Trời đất ơi, người kỳ cục vậy? Còn trẻ măng hà, đi ăn xin như mấy bà già. Trời ơi! Má ơi, nó khóc luôn kìa. Mắt mày. Ủa mắt mớ, tao nói đúng rồi, mắt mớ gì mày khóc. Trời diễn sâu ghê luôn ông nội này. Tôi còn biết mà. Làm như vậy thì nhục lắm. Đúng. Thân xác này cha mẹ sanh ra. Đúng. Tại sao đi làm những điều tốt đẹp mà lại đi ăn xin? Nhưng mà chú ơi. Bầu ơi, tôi lấy đi cùng. Tuy rằng khác giới. Nhưng chung là một vàng. Cái này hay nè. Xin cảm ơn. Thì đó. Dạ, để đáp lại tấm tình của quý vị. Xin hát lại một bài nữa cho quý vị nghe. Dạ. Bầu ơi, con lấy bi cùng. Thôi. Thôi, bỏ đi. Trời, có bài này hát hoài vậy? Dạ, khó bỏ. Nhưng mà ý nói là tao đồng ý là giờ có nhiều người ta dùng lời ca tiếng hát rồi ta đi xin ăn. Dạ. Nhưng mà cái đó là người ta bị khiếm khuyết về cơ thể, người ta mới đi xin ăn. Tụi bay thân dài dai rộng sức thanh niên thế này mà đi ăn xin thì trời ơi thiệt. Tao không biết nói như thế nào nữa. Con cũng không biết nói như thế nào. Nữa khóc nữa hả? Trời ơi. Sao chỗ khóc rồi vậy? Không. Được rồi. Trai gì á? Dạ được, cái này nghề nghiệp của con. Cảm ơn chú đã cho con nguồn sáng cuộc đời. Lời khuyên chân tình bởi người ta nói mà. Bầu ơi, tương lấy bị còn. Thôi thôi, mày dẹp đây đi, mày dẹp đi. Ồn quá. Cái này ồn quá hả? Nhất tình. Bầu ơi, tương lấy bị cùng. Tuy rằng khác giống nhưng nói chung mình phục chứ. Hay á. Không phải tao. Nó có sự cố nghề nghiệp xíu. Hay quá anh ơi. Không sao. Bây giờ tụi bay là thanh niên, làm ơn kiếm công ăn chuyện làm. Không lấy cái bản này để mà đi xin tiền người khác nữa. Không có ngửa tay xin ân huệ của người ta nghe chưa? Dạ. Cảm ơn chú. Kiếm công ngày mà làm. Tụi con sẽ nghe theo lời chú. Bầu ơi, tương lấy cuối cùng. Thôi bỏ đi.
chú. Ừ? Trời ơi, con nhận chú hay thiệt luôn á. Sao hay? Nhờ mấy cái lời khuyên của chú ha, mà con nghĩ là hai cái người đó là bỏ nghề ăn xin luôn á chú. Có gì đâu hay. Thì... dạ, xin chào tất cả mọi người. Cố nhân. Trời ơi, nói vậy mà cũng còn cầm cái bảng này đi xin ăn hả? Dạ không phải, không phải, cái bảng này là khác. Trời ơi, chú hiểu lầm tụi con rồi. Đây, con gửi chú. Đây, em gửi chị. Trời. Dạ, đây. Đây, còn cái em gửi anh. Gì vậy? Co bất động sản đó hả? Dạ đúng. Dữ nha. Trời ơi, xem được tình duyên tài vận luôn hả? Đúng luôn. Bỏ tuổi xem ngày luôn. Đúng luôn. Chưa hết, còn có bán tạp hóa nữa. Chà, trời ơi, bán thêm tạp hóa hả? Dạ. Có thấy đâu? Trời ơi. Bầu ơi, tôi lấy đi cùng. Tuy rằng khác nhau. Chà, chính quy hiện đại quá. Chúng một vàng. Dạ chú ơi. Ê, tạp hóa tụi con. Dạ, tạp hóa tụi con đây. Tất cả một hàng chú. Dạ, mắt kiến chú cũng cũ rồi. Chú mua mắt kiến mới chú. Đúng dạ, rồi chú, đúng rồi. Coi ta chú chưa có cái nhu cầu xài mắt kiến mới. Dạ. Chú cứ lựa đi, cái nào cũng được nè. Cái nào cũng được chị. Mắt kiến chìa khóa. À, các bóng tài. Chị mua đi chị. Chị mở hàng buổi trưa giùm em chị. Chưa chờ chắc mà chưa bán được gì hết. Bầu ơi, tương lấy mi cùng. Thôi. Thôi. Cái đồ này tôi đâu có xài được đâu mà mua. Không xài được chị nè. Thôi chú, chìa khóa rồi nè. Tính tiền giùm con. Rồi. Con đi nữa. Rồi, bữa khác đi. Ai đi? Cái gì mày đi? Khách của tôi đi. Không được. Ai cho đi? Hết kẹt xe giờ phải về chứ. Gì kỳ vậy? Mấy người khuyên tụi tôi á là phải làm ăn đàng hoàng chân chính. Thì bây giờ tụi tôi làm ăn đàng hoàng rồi thì bắt buộc mấy người phải mua hàng giùm cho tụi tôi. Bà tôi đúng. Mấy người buộc phải mua những sản phẩm này. Nếu không mua, chuyện gì xảy ra liên quan đến tính mạng chúng tôi không đảm bảo. Trời ơi, nghĩa là tao phải mua của mày á hả? Chắc chắn là như vậy. Bây giờ tao không mua nè. Không mua hả? Ngồi dậy cho tới sáng mai luôn. Ừ. Coi ông bán được không? Bầu ơi, tôi lấy